Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm ở giúp hỗ trợ tăng cường chức năng gan và giải độc gan đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Đó chính là dòng sản phẩm ở nước bổ gan Hovenia Ducid Gold như bên cạnh Kiều Oanh đây. À, thưa các bạn, hovenia dulcis gold là một trong những dòng sản phẩm nước uống được chiết xuất từ cây hovenia hay còn gọi là cây nho khô phương đông và loại cây này thì đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng có tác dụng cũng như là công dụng rõ ràng trong việc là hỗ trợ điều trị các vấn đề về gan đồng thời là giải độc gan và tăng cường chức năng gan và hiểu rõ được những công dụng mà loại cây này mang lại các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã sản xuất, nghiên cứu cũng như là cho ra đời dòng sản phẩm ở nước bổ gan Hovenia Ducid như bên cạnh kiểu Anh. Và đây đang là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu trên thị trường trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm này. Vâng, đúng như cái tên của nó, dòng sản phẩm nước hỗ trợ giải độc gan và tăng cường chức năng gan Hovenia Ducid Gold thì có công dụng chính đó chính là tác động lên gan của chúng ta. Đối với những người có tính chất công việc thường xuyên tiếp xúc với rượu bia hay chúng ta có thói quen hút thuốc lá thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của gan đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi sử dụng dòng sản phẩm ở nước bổ gan Hovenia Dulcis Gold như bên cạnh kiều anh đây thì nó sẽ có khả năng là giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi gan của chúng ta, đồng thời là giảm tình trạng men gan cao và tăng cường chức năng gan giúp cho gan của chúng ta được khỏe mạnh hơn đồng thời đối với những người mà chúng ta khi uống rượu ở chúng ta bị say khó chịu buồn nôn chóng mặt thì dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu hovenia ducid này còn giảm sự tác động của rượu lên cơ thể đồng thời là loại bỏ các độc tố có trong rượu ra khỏi cơ thể của chúng ta qua việc là bài tiết qua đường mồ hôi hay đường đi tiểu Bên cạnh đó thì khi chúng ta bị chóng mặt, buồn nôn, dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid này cũng nhanh chóng giải độc rượu cho cơ thể, đồng thời là cung cấp các dưỡng chất cần thiết, cân bằng lại sức khỏe cũng như là huyết áp trong cơ thể của chúng ta. Và chính từ những công dụng này, dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid thì được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng, nhất là đối với những người làm việc có tính chất văn phòng và thường xuyên phải tiếp xúc với rượu bia và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao dòng sản phẩm này lại có công dụng tuyệt vời với gan của chúng ta như vậy, thì kêu Anh xin được giải thích như sau. cây hovenia dulcis hay còn gọi là cây nho khô phương đông, dược liệu chính của dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc rượu hovenia dulcis gold đã được chứng minh là có nhiều thành phần quý giá cũng như tăng cường sức khỏe. Các nhà khoa học cũng đã tìm ra thành phần quý của cây nho khô phương đông là hoạt chất Ampelopsin hay còn gọi là dhm Hoạt chất này làm giảm tác động của bia rượu lên hệ thần kinh, đồng thời Ampeloxin làm giảm hấp thu rượu trong hệ tiêu hóa, từ đó làm hết nhanh các triệu chứng say rượu như đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và giảm tác hại của rượu một cách rõ rệt. Vâng, nhờ những hoạt chất quý hiếm này mà cây nho khô phương Đông đã được sử dụng làm nguyên liệu chính để cho ra đời dòng sản phẩm tuyệt vời, đó chính là nước bổ gan Hovenia Ducid Gold ngoài công dụng chính là giúp hỗ trợ giải độc rượu bia ở tăng cường chức năng gan thì dòng sản phẩm nước bổ gan hovenia ducid còn được biết đến là có công dụng giúp giải nhiệt cơ thể đồng thời là giảm tình trạng mụn nhọt ở trên da mặt của chúng ta cũng như là giải độc cơ thể giúp cho cơ thể của chúng ta bớt nóng hơn đồng thời là có được sức khỏe tuyệt vời hơn Vâng, như vậy có thể thấy là những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid Gold mang lại đối với sức khỏe của người dùng đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm này các bạn cũng hãy nhớ kỹ cho kiểu anh nhé, là mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một gói nước bổ gan giải độc rượu Hovenia Ducid và dòng sản phẩm này thì cũng được thiết kế ở dưới dạng nhỏ gọn, tiện lợi. Chúng ta có thể là mang theo mình khi đi du lịch hay là đi công tác xa. Để mua được dòng sản phẩm tốt cũng như là chất lượng, các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước bổ gan Hovenia Ducid Gold đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.